Hello mọi người, khắc công xin chào mọi người. Mao Sơn chóc quỷ nhân chương 3386 thu hoạch bảo kiếm nhị. Vương Tiểu Bảo đi qua mở hộp quà ra hỏi lão Quách đây là cái gì? Nghe nói đây là ngưng chi ngọc cũng giật nảy mình Bất quá hắn không có dịp tiểu mộc như thế dày vò khốn khổ Trực tiếp nuốt lấy Sau đó vận chuyển chân khí trong cơ thể Hai tay tại phần bụng chậm rãi sọ so đấm bóp Một bộ hài lòng bộ dáng Nếu bọn hắn muốn lôi kéo chính là chóc quỷ liên minh vì sao chủ yếu cho ta tặng lễ đâu mà lại chỉ nhắc tới tên của ta trực tiếp cho chóc quỷ liên minh tặng lễ cái kia được đưa nhiều đồ tốt người ta mới có thể để mất người bây giờ cùng bọn hắn đi gần nếu như ngươi nhập bọn rồi tiểu bảo bọn hắn đương nhiên sẽ không làm nhìn xem đây là một loại đường cong cứu quốc biện pháp lão quách cười cười bất quá kiến minh nếu có thể bỏ qua thân phận đến cấp ngươi tặng lễ cũng nói hắn thực sự không có biện pháp. Người biết lễ vật vì sao thiếu đi Trần Hiểu Húc? Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút nói, bởi vì nguyên tịch đúng, Trần Hiểu Húc cùng với nàng đi quá gần. Người khác đều nhìn ở trong mắt, chỉ ít trước mắt mặc kệ là Kiến Minh hay là Lý Mộ Hiên đều không có biện pháp đem hắn từ nguyên tịch bên người cướp đi, dứt khoát cố ý không cho hắn đưa, dạng này sự tình còn không dễ dàng truyền đi. Lão Quách lại mở ra một hộp nhường diệp tiểu mộc cũng ăn một viên. Cái này ăn có phải hay không, liền biểu thị nhập bọn rồi lão quách cười ha ha không chút đơn giản thứ này mặc dù trân quý kiến minh hay là cho lên nội lại nói chính ngươi có nghĩ tới không ngươi là thật muốn đứng bát tử cái kia đội ngũ Diệp tiểu mộc ngơ ngẩn ta cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này bất quá nguyên tịch rất tốt Người đây lão quách hỏi vương tiểu bảo vương vương tiểu bảo nhún nhún vai ta trận doanh gì cũng không đứng ta là tróc quỷ liên minh ta đứng trận doanh gì lão quách gật đầu nói vậy thì đúng các ngươi đều là tróc quỷ liên minh thành viên. Pháp thuật giới phong vân biến ảo. Các ngươi thủ vững chính mình là được. Không muốn học, hiểu hốc. Diệp Tiểu Mộc gái đầu nói. Ta còn không tính tróc quỷ liên minh thành viên đi. Ngô gia vĩ cho ngươi kiếm. Bắt đầu từ thời khắc đó. Ngươi chính là diệp tiểu mộc hít sâu một hơi chóc quỷ liên minh nhớ ngày đó chính mình có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ đó a à. đoạn thời gian này kinh lịch thật đúng là tựa như ảo mộng chuyện tốt lần lượt từng món hắn là thật có điểm thụ súng nhược khinh nhược kinh <laughs> ban đêm lúc ăn cơm hắn đem loại ý nghĩ này nói với lão quách rồi lão quách xem thường nói cho hắn biết sẽ loại suy nghĩ này cũng là bởi vì thực lực quá yếu cho nên hắn hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ cũng không cần quản ai lôi kéo thông đồng một vị đem thực lực tăng lên lại nói mặt khác hắn thuyết pháp này nhường diệp tiểu mộc sáng tỏ thông suốt cũng kiên định tín niệm ban đêm trở lại tô yên trong nhà cho kê tử làm cơm sau đó hắn không kịp chờ đợi lấy ra hiên viên kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ nếm thử dùng nguyên khí đi điều khiển nó nhưng hiên viên kiếm khí thế quá mạnh nhiều lần đem hắn tay bắn ra tại một lần lại một lần tiếp xúc bên trong dần dần cảm nhận được hiên viên kiếm khí chất hắn cũng không biết dùng khí chất cái từ này có phải hay không chuẩn xác nhưng hắn đích thực cảm thấy hiên viên kiếm này có một loại cùng hết thảy pháp khí bất đồng chỉ thuộc về nó đồ vật của mình nó tựa như một cái cao ngạo bất khuất nhìn xuống muôn dân vương giả phải muốn tạm thời điều khiển nó dễ dàng nhưng phải muốn đi tế luyện nó để nó thành vì mình bán mệnh pháp khí vậy thì phải xem nó có đáp ứng hay không diệp tiểu mộc tại tiếp xúc mấy lần sau đó cảm thấy loại cảm giác này thật giống như kết giao bằng hữu một dạng đầu tiên ngươi được có đủ thư thực lực mới có thể khống chế nó. Đây là cứng nhắc yêu cầu. Sau đó chính là giống kết giao bằng hữu một dạng đi không ngừng hiểu rõ nó, quen thuộc nó. Mò thấy tính cách của nó tính tình để nó cảm giác dễ chịu, dẫn là chi kỷ. hai cái này thiếu một thứ cũng không được chuyện này đối với diệp tiểu mộc mà nói tràn đầy khiêu chiến nhưng hắn tuyệt không lo lắng hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm được cuối cùng đi khống chế thanh kiếm này hắn bưng lấy thanh này tuyệt thế thần binh lặp đi lặp lại quan sát cảm giác cùng cử chỉ điên rồ như vậy trong nhà yên tĩnh Tô Yên đã sớm từ bỏ nhìn kịch đam mê này, gần nhất đến nay nàng đều đang làm lấy một kiện cùng Diệp Tiểu Mộc làm ra những chuyện tương tự. Quan sát đạo phong lưu lại cái kia đồ án xem xét chính là nửa cái ban đêm, thế là hai người một cái nhìn kiếm thật một cái nhìn vẽ ở trên giấy kiếm cũng coi là tôn nhau lên được rõ. Ngay tại Diệp Tiểu Mộc cùng hiên viên kiếm so tài thời điểm, lão quách quan tài cửa hàng bên cạnh, dê hỗn tạp canh trong tiệm, lão quách đang cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ, đối mặt một cái bồn lớn Dê hỗn tạp canh Ăn mồ hôi đầm đìa Vừa vặn bọn hắn cũng cho tới chuyện này Lão Quách hỏi Diệp Thiếu Dương Có thể hay không Thanh kiếm cho hắn quá sớm Dựa theo ý nghĩ của hắn Ít nhất phải chờ Diệp Tiểu Mộc Bên trên địa tiên cảnh giới sau đó suy nghĩ thêm đem hiên viên kiếm cho hắn bằng không hắn cả ngày nghiên cứu thanh kiếm này đạo tâm dễ dàng bị nhiễu loạn ta muốn chính là hắn bị nhiễu loạn diệp thiếu dương kẹp lên một đũa dê tạp toái nhét vào trong miệng thơm ngọt ngon miệng ăn nhìn lão quách một chút nói Hiên viên kiếm đây không phải là bình thường người có thể khống chế. Thực lực còn tại thứ yếu. Như thế nào hòa hợp thần kiếm chi linh? Đây chính là cái gian nam nhiệm vụ. Cần đối khí tức có 10 phần tinh chuẩn cảm giác đến làm. Lão quách bưng chén rượu lên cùng hắn cạn một chén nhíu mày nói ra ngươi là muốn rèn luyện hắn có thể lên đến liền dùng hiên viên kiếm có thể hay không độ khó quá lớn một điểm diệp thiếu dương nói chính là khó một khi thành công Hắn đối với pháp khí lý giải, sẽ có bay vọt về chất. Đối với đạo, lĩnh ngộ, cũng sẽ trích phần trăm một cảnh giới. Lão sư của ta huynh, ta 15 tuổi, liền tế luyện thất tinh long tuyển kiếm. Hắn đều 17 tuổi, lão quách khoát tay nói, ngươi là hiếm có kỳ tài. Ai có thể cùng ngươi so? Tiểu Mộc, đứa nhỏ này thiên phú là cực cao. Nhưng là cùng ngươi hay là không so được? Nếu như ngay cả cái này đều làm không được, vậy liền không có tư cách làm truyền nhân của ta. Diệp Thiếu Dương gặp Lão Quách còn câu mày tại tay hắn trên lưng vỗ một cái nói đừng nghĩ cái này rồi ta tin tưởng hắn hai ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đâu lão quách lập tức nghiêm mặt nói chuyện gì ăn canh a à, diệp thiếu dương dùng đũa điểm một cái dê hỗn tạp canh như thế một cái bồn lớn ngươi một người làm sao ăn xong Nhanh nhanh Hai người đang ăn lúc Sát vách Phòng khách cũng ngồi xuống rồi Có hai người ngồi xuống gọi món ăn Bởi vì đây không phải cái gì lớn cửa hàng So đại bài đương cấp cao Không có bao nhiêu Tối khôi hài chính là tại hai gian phòng ở giữa bức tường này góc tường mở một cái lỗ hỏng treo một khung điều hòa không khí dạng này máy điều hòa không khí gió có thể thổi vào hai cái gian phòng tương đương với bớt đi một cái điều hòa không khí thế là cách âm cũng kém rất nhiều sát vách gọi món ăn thanh âm cứ như vậy rõ ràng truyền tới mới đầu diệp thiếu dương cùng lão quách cũng không để ý uống rượu ăn cơm lúc này sát vách điểm xong đồ ăn trầm mặc một hồi truyền tới một cái tiếng người nói chuyện sư huynh chúng ta cũng tại cái này quan sát đã mấy ngày ngươi gặp diệp tiểu mộc này như thế nào diệp thiếu dương cùng lão quách tất cả giật mình rất có ăn ý cùng một chỗ đều ngậm miệng lại tiếp tục nghe tiếp một người khác nói ra ở bên ngoài không nói cái này sợ cái gì coi như bị người nghe thấy ai nghe hiểu được chúng ta đang nói cái gì lại nói trở về liền muốn phục mệnh ta hai người hay là thương lượng trước một phen nên như thế nào trả lời. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân chương 3387 ẩn tu môn phái 1 một. một người khác thở dài một tiếng, lão quách phản ứng cực nhanh, nắm vút cuống họng đối Diệp Thiếu Dương nói: Ta nói hai ta tranh thủ thời gian ăn à. Cái này không còn sớm. Ta 10 điểm phải trở về. Không phải vậy. Không có cách nào đối lão bà bàn giao. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu ý cười nói. Lúc này mới 7 giờ. Ăn xong nhiều nhất. 7 giờ rưỡi. 2 giờ còn chưa đủ ngươi dày vò. Ha ha, Ngươi không biết danh hào của ta Sưng ngân thương tiểu bá vương Hai giờ cũng không đủ Hai người hèn mọn cười lên Sát vách Hai người nghe thấy là hai cái dự định đi làm chuyện xấu người tầm thường Lúc này mới yên lòng lại Cái kia được xưng là sư huynh Thanh âm rất nặng một điểm nói ra tiểu tử này nhìn xem tốt ngốc nhưng có tuệ căn tiền đồ bất khả hạn lượng sự thật bẩm báo ta phải ngẫm lại lão quách đứng lên cái cổ ngã vào dịp thiếu dương đầu vừa nói hạ giọng nói ta đã hiểu hai cái này là cái kia tam thanh sơn địa tử, đệ tử một cái gọi bàng điển một cái gọi hứa nhan văn là kiến minh phán tới phái tới người lôi kéo diệp tiểu mộc bọn hắn sau đó đem chuyện ngày đó nhanh chóng nói một lần nghe hai người này nói chuyện tựa hồ mấy ngày nay đều không có đi một mực tại phụ cận theo dõi lão quách thầm nghĩ cũng may diệp thiếu dương lúc đến không có đi trong tiệm chính mình trực tiếp hẹn bên này nếu không thật đúng là muốn bị bọn hắn phát hiện vì không bị hoài nghi hai người tiếp tục uống rượu trò chuyện nữ nhân diệp thiếu dương bắt lấy khoảng cách thấp giọng nói ra quái a à, hai người này nếu là kiến minh phái tới quan sát được kết quả gì trực tiếp báo cáo chính là cái này còn cái còn có cái gì đáng giá thảo luận lão quách lắc đầu chỉ chỉ sát vách ý tứ tiếp tục nghe tiếp ta ý tứ hay là đừng bảo là người ta thống nhất đường kính liền nói diệp tiểu mộc này không có tác dụng lớn Vương Tiểu Bảo hạn mức cao nhất cũng liền như vậy. Nhường song phương đều không cần quá phí tâm tư lôi kéo. Có thể miễn đi ra nhận rất nhiều. Phiền phức, hứa nhân văn, lão quách dựa vào ký ức thông qua thanh âm để phán đoán. Sau khi nghe xong trầm mặc một lát nói ra. Ý của sư huynh. cho bọn hắn đầy đủ thời gian trưởng thành để bọn hắn không bị quấy rầy. Bàng Điển nói, chí ít không bị người khác quấy rầy. Hứa Nhan Văn nói, "A, à, ta hiểu được, Xu huynh là tại vì sư môn làm cân nhắc." Nghe đến đó, Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách cái kia giật mình, cái này hai gia hỏa đến cùng là lai lịch gì? bọn hắn nghe vào là thụ kiến minh thiền sư phân công qua đây, lôi kéo diệp tiểu mộc bọn hắn. Tại sao nghe lời này thanh âm, bọn hắn sau khi trở về không muốn nói lời nói thật? Ai cho lá gan của bọn hắn mà lại lại vì cái gì phải làm như vậy? Hai người này cảm giác không đơn giản không giống như là phổ thông pháp sư Lão quách tại Diệp Thiếu Dương bên tai nói Ngày đó ta kỳ thật liền đã nhìn ra Hai người này khí chất Không gió quá giống Là bọn hắn cấp bậc kia Cái nào cấp bậc Diệp Thiếu Dương hỏi Cho người ta sung làm thuyết khách tôi tớ cấp bậc này tiếp lấy hai người trầm mặc xuống tiếp tục nghe sát vách hai người đối thoại bàng điển nói ngươi gần nhất dành thời gian về sơn môn một lần báo cáo xuống bên nào tình huống hỏi một chút sư phụ bọn hắn có hay không cái gì kế hoạch mới hứa nhan văn đáp ứng một tiếng bàng điển nghĩ nghĩ lại để cho hắn ăn cơm trực tiếp liền đi đi tự mình một người trở về gặp kiến minh thiền sư bát tử tam giới minh thiên hạ biết để bọn hắn trước lẫn nhau đấu đá chiến đấu đi chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến tóm lại cơ hội là có bàng điển hít sâu vào một hơi thật dài lẩm bẩm nói mênh mông tiễn khôn, ai chủ chìm nổi, sợ là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, bưng lên dê hỗn tạp canh uống một ngụm, nghĩ đến nghe một hơi này, ẩn ẩn có tông sư khí độ, xem ra thật đúng là không phải người bình thường a. À kết quả hứa nhan văn hạ một câu kém chút nhường hắn đem dê hỗn tạp canh phun ra ngoài sư huynh ngươi nói diệp tiểu mộc này sẽ không phải là con trai của diệp thiếu dương diệp thiếu dương cùng lão quách nhìn thoáng qua lập tức kinh hãi chỉ nghe thấy bàn điển trầm ngâm nửa ngày nói ra Năm đó ta gặp qua Diệp Thiếu Dương Nói đến hai người này dáng dấp Thật đúng là giống Sợ thật đúng là phụ tử đâu Nếu không chóc quỷ liên minh Vì sao đối với hắn tốt như vậy Liền hiên viên kiếm dạng này Tuyệt thế thần binh đều cho hắn Hôm đó chúng ta tiến đến tặng lễ Bên cạnh hắn cái kia, mũi hèm rượu còn dáng dấp xem xét cũng không phải là người tốt lão gia hỏa, chính là quách Tiến Ngọa Tào, lão quách im lặng mắng một câu đứng dậy liền muốn xông tới bị Diệp Thiếu Dương gắt gao ôm lấy ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng khuyên nhủ. "Ca được rồi, được rồi." bọn hắn cũng không nói sai. Ngài là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong dáng dấp dọa người có quan hệ gì. Ta là hữu tâm, linh đẹp. Ta đi, em gái ngươi tâm linh đẹp, lão quách dùng miệng hình mắng lấy. Lúc này hứa nhan văng mắng. Trên giang hồ cũng không ít lão nhân, năm đó gặp qua diệp thiếu dương nhưng đối với thân phận của diệp tiểu mộc giống như không ai hoài nghi đây là vì sao một thứ gì đó hắn còn chưa đủ nổi danh hai không ai nhường hướng phía trên này liên tưởng nói đến đây bàng điển hỏi ngược lại Ta để cho ngươi điều tra hắn mụ mụ ngươi cha hay chưa? Cái kia bo bà giống như không biết pháp thuật. Dáng người ngược lại là cực phẩm. Bàng điển nói, sư đệ của ta, ngươi chú ý cái gì đâu? Người ta hài tử đều thành niên rồi. Hứa nhan văn vội ho một tiếng, chỉ đùa một chút. Mà lại nàng nhìn qua tuyệt không lão ta tiếp tục điều tra đi ta hoài nghi nàng là năm đó dịp thiếu dương bên người vị kia hồng nhan ngươi cũng chớ làm loạn hai người cười ha hả sau đó chuyện phiếm chủ đề liền không ở dịp tiểu mộc trên người bọn họ rồi mà là tràn đầy đối pháp thuật giới hiện trạng phân tích cùng thảo luận rất nhiều lời luận thế mà nói chúng tim đen liền lão quách lão hồ ly này đều nghe được liên tiếp gật đầu hai người này ngây người đại khái một giờ vừa ăn vừa nói chuyện về sau đi diệp thiếu dương cùng lão quách hai mặt nhìn nhau biểu lộ phảng phất đều lại hỏi một vấn đề hai người này là ai bọn hắn không phải tam thanh sơn đệ tử lão quách phân tích bọn hắn trong khi nói chuyện ở giữa cũng nâng lên tam thanh sơn còn nói đến chính mình sơn môn có thể thấy được bọn hắn sơn môn cũng không phải là tam thanh sơn mà lại nghe bọn hắn trong lời nói sơn môn giống như rất xa rất thần bí trở về một chuyến cũng không dễ dàng chẳng lẽ là cái gì bí ẩn ẩn thế môn phái, ẩn thế môn phái từ cổ chí kim đều là tồn tại. Nhưng môn phái kia bình thường đều là rừng sâu núi thẳm bên trong, quy mô không lớn, bình thường nhiều có mấy chục người, thiếu cũng có khả năng chỉ có mấy người cùng thế tục tu hành môn phái lớn nhất. Khác biệt là đệ tử không có đệ tử nhập thất, ký danh đệ tử, đệ tử đích truyền dạng này đẳng cấp phân chia, thu đồ đệ 10 phần nghiêm ngặt chỉ lấy chân chính có thiên phú, lại cơ duyên đệ tử chỉ cần nhận lấy liền tất cả đệ tử đều là đích truyền. cái này cũng liền có nghĩa là loại môn phái này nhân số tuyệt đối sẽ không nhiều nhưng là tương đối mà nói đệ tử đồng đều thực lực rất mạnh viễn siêu bình thường môn phái loại môn phái này còn có cái đặc tính chính là rất ít tham dự pháp thuật giới tập thể hành động cũng không cùng ai lui tới bọn hắn tồn tại mục đích cũng chính là tu hành là chạy tu tiên đi không muốn tại các cái khác bất cứ chuyện gì bên trên lãng phí thời gian nhưng khi pháp thuật giới gặp nạn lúc bọn hắn có cũng xảy ra núi tương trợ vì để tránh cho quấy rầy đệ tử của bọn hắn rời núi làm việc lúc bình thường cũng sẽ không nói bản thân môn phái danh tự video của khắc công đến đây là hết wow hai đứa này đến từ môn phái nào ta gây tò mò ghê bye bye mọi người